Tuyển Việt Nam tranh thủ đi ăn cưới, diện quần tây áo sơ mi cực điển trai, công phượng mạnh nhất. Cả đội hình cầu thủ đi dự cưới mà ăn mặc lồng lộn trắng sáng hơn cả chú rể thế này thì chiếm hết cả sóng. Hiện tại hàng triệu khán giả trên khắp đất nước Việt Nam đang đếm ngược từng giờ để chờ đến trận chung kết AFF Cup 2018 giữa đội tuyển nước nhà với Malaysia vào ngày mai 15 tháng 12. Được biết, để chuẩn bị cho giải đấu này, các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam đã phải có mặt ở Hà Nội từ ngày 11 tháng 10 để tập luyện. Trước đó vài ngày, Hồng Duy, Xuân Trường, Công Phượng cũng như một số cầu thủ của đội tuyển Hoàng Anh Gia Lai đã tranh thủ cùng nhau về Phú Yên dự hôn lễ của đồng nghiệp Phan Vũ. Có thể thấy các cầu thủ cùng mặc áo sơ mi trắng rất bảnh bao, chụp ảnh tươi rói, dường như chiếm hết sóng của cả cô dâu và chú rể. Hồng Duy đăng ảnh đi dự đám cưới ở Phú Yên. Ai cũng khen cả đội tươi tắn và đẹp trai. Fan còn thắc mắc rằng đi ăn cưới mà không thấy chú rể cô dâu, mà chỉ thấy cầu thủ chiếm sóng hết rồi. Nhiều người phát hiện ra mắt Công Phượng bị sưng, nguyên nhân được cho là lúc tập luyện bị bóng đập vào. Nguyên một dàn mặc áo sơ mi trắng nổi bần bật trong hôn lễ, Xuân Trường sáng nhất bức ảnh này. Hồng Duy thì tươi khỏi bàn luôn, Công Phượng tóc chảy ngô nhìn cực bảnh, tuy vậy đôi mắt bồ câu con đầu con bay của anh khiến nhiều người chú ý. Được biết do bị bóng đập vào mắt lúc luyện tập nên mắt Công Phượng mới thành ra như thế này, tuy nhiên không ảnh hưởng gì tới vẻ đẹp trai người người vốn có. Hết chụp ảnh xì tin, cả đội còn lên hát hò rất sôi nổi. Trước đó, vào hồi giữa năm, các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai cũng rủ nhau đi ăn cưới, vẫn là gam màu trắng chủ đạo, dễ dàng có thể nhận ra sự có mặt của Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh và Minh Vương. Đi đám cưới mà Công Phượng cũng bị vây kín để xin chụp hình và xin chữ ký. Xuân Trường cũng được các khách mời, tiện thể xin chữ ký luôn. Mặt tin đồn rạn nứt, Hà Hồ công khai khen ngợi và PR quán ăn cho bạn trai. Hồ Ngọc Hà không ngừng ngại khen bạn trai Kim Lý ngọt ngào khi anh đích thân chuẩn bị bữa ăn cho cô và Trấn Thành trong lúc đi quay. Trên Facebook cá nhân, nữ hoàng giải trí khoe ảnh đang ăn sandwich do chính tay bạn trai Kim Lý chế biến và không quên kèm theo lời khen có cánh, bạn nam của mình thiệt ngọt ngào. Hiếm lắm mới thấy Hà Hồ công khai bày tỏ tình cảm với bạn trai trên mạng xã hội. Trước giờ cô chủ yếu tâm sự về công việc và con trai Subel. Thực sự, bạn nam của mình thiệt ngọt ngào, biết hai đứa quay hình đuối cả ngày đã tự tay làm sandwich cá ngừ, bơ và cà chua cho tụi mình ăn, vừa không bị mập vừa đẹp da, thêm phần nước, năm loại rau củ quả nữa. Thanh Du Kim Lý, ai muốn no, khỏe đẹp thì gọi bạn ấy, bạn làm cho ăn nhé. Có thể thấy Kim Lý là người đàn ông cực kỳ chu đáo và ngọt ngào, đúng như lời Hà Hồ khen ngợi, anh không ngừng ngại thắp tùng bạn gái trong nhiều sự kiện lớn nhỏ. Đứng lặng lẽ trong cánh gà để nhìn hoặc giữ con trai Subel cho Hà Hồ lên sân khấu biểu diễn. Cũng vì những hành động này mà không ít lần Kim Lý bị cư dân mạng mỉa mai chăm chọc. Mối quan hệ của Hà Hồ Kim Lý chưa bao giờ ngừng hot trong showbiz Việt. Dù được đánh giá là trai tài gái sắc, nhưng họ lại thường xuyên vướng nghi án chia tay hoặc đang PR cho sản phẩm âm nhạc. Có một thời gian dài cả hai cứ úp mở về tình cảm của mình, không công khai cũng không phủ nhận. Mới đây, trong sinh nhật 34 tuổi của Hà Hồ, Kim Lý vắng mặt trong sự nghi ngờ của nhiều người. Một số cư dân mạng cho rằng mối quan hệ của họ đã bắt đầu cơm không lành, canh không ngọt, nhưng có vẻ tất cả chỉ là nghi vấn. Cả Hà Hồ và Kim Lý đều trải qua những ồn ào tình cảm trong quá khứ. Họ đến với nhau khi nữ hoàng giải trí vừa đối mặt với scandal giật chồng long trời lở đất. Bản thân Kim Lý cũng bị Kiko Chen tố phụ tình sau đó. Điều duy nhất họ được ủng hộ chính là cả hai trông quá đẹp đôi. Có thể thấy đến hiện tại tình cảm của cặp đôi vẫn đang rất tốt. Nhiều người vẫn mong một cái kết đẹp cho Hà Hồ ở cuộc tình này, vì cuối cùng phụ nữ sinh ra là để được yêu thương. Trường Giang bất hòa Harry Won, mối quan hệ với Trấn Thành lao đao. Vốn là những người bạn thân thiết trong nghề, tuy nhiên đám cưới của Trường Giang Trấn Thành không có mặt. Điều này khiến nhiều người thắc mắc về mối quan hệ bằng mặt không bằng lòng có đang xảy ra với hai danh hài này. Không ít lần người hâm mộ tự đặt ra câu hỏi, phải chăng mối quan hệ giữa Trấn Thành và Trường Giang bằng mặt không bằng lòng khi không ít lần họ được đặt lên bàn cân so sánh. Mới đây trong tập 35 chương trình Nhanh Như Chớp, Harry Won liên tục bị Trường Giang mắc lỗi. Khi MC Harry Won đọc câu hỏi cho người chơi, hãy đưa ra tên 20 diễn viên Hàn Quốc sống ở Seoul. Ngay sau đó, Trường Giang đã lên tiếng, một lần nữa đề nghị ban tổ chức đổi MC ngay bây giờ được không? Kể tên 20 nghệ sĩ Hàn Quốc tôi còn chẳng biết, huống hồ lại còn sống ở Seoul. Ngay sau đó, bà xã Trấn Thành đáp trả, Trường Giang chẳng hợp tác gì với tôi cả.
Tôi và Trường Giang biết phải làm việc với nhau được hơn 4 năm rồi mà anh ấy cứ cà khịa tôi. Danh hài Trường Giang lập tức phản bác bằng những lập luận của riêng mình. Thứ nhất, Harry Won chưa bao giờ mời tôi ăn lần nào hết, còn tôi ngược lại rất nhiều lần. Thứ hai, chưa bao giờ Harry Won hỏi tôi có mệt không sau chương trình, chỉ có tôi hỏi Harry Won. Thứ ba, Harry Won chưa bao giờ nói anh Giang ơi, hôm nay anh nói nhiều quá để em nói hộ cho, làm hộ cho. Tôi toàn làm nhiều còn Harry Won làm ít, nhưng lương của Harry Won lại rất nhiều. Thế thì Harry Won còn tồn tại trong chương trình làm gì nữa, anh nói thêm. Trong sự ngỡ ngàng của Trường Giang và các khách mời, Harry Won bỏ về. Tôi dẫn một mình cũng không sao đúng không quý vị, không ai đúng hết, Trường Giang nói. Ngay lập tức, đoạn hội thoại kể trên đã thu hút sự chú ý của khán giả. Nhiều người cho rằng đây có thể là một chiêu trò của nhà sản xuất. Một số khác lại cho rằng điều này chẳng có gì khó hiểu. Khi hai nam danh hài Trường Giang Trấn Thành có vẻ như đang nằm trong mối quan hệ bằng mặt không bằng lòng. Theo lập luận của một bộ phận công chúng, có lẽ tin đồn này là đúng sự thật. Khi trong đám cưới Trường Giang và nữ diễn viên Nhã Phương, Trấn Thành không có mặt. Chưa kể từng rất nhiều lần, khán giả đặt lên bàn cân so sánh hai nam danh hài. Không chỉ về tài năng, tài sản, mà còn cả độ đào hoa. Không biết tin đồn bằng mặt không bằng lòng chính xác bao nhiêu phần trăm, nhưng có một sự thật hiển nhiên, Trấn Thành Trường Giang từng hợp tác ăn ý trong vai trò MC giám khảo của nhiều chương trình hút khách như Ơn Giời Cậu Đây Rồi, Thách Thức Danh Hài, Giọng Mãi Giọng Ai. Bên cạnh đó, họ cũng là hai người bạn khá thân trong cuộc sống. Tên tuổi Trấn Thành Trường Giang thường xuyên xuất hiện song hành mỗi khi nhắc đến sân khấu hài hay ngôi sao truyền hình. Nói về sự vắng mặt của chồng trong lễ cưới của Trường Giang Nhã Phương, Harry Won cho biết vì ông xã đã nhận lịch diễn từ đầu năm cũng như đang ở khá xa nên không thể về kịp tham dự đám cưới của người bạn thân thiết. Thay mặt chồng, Harry Won gửi lời chúc mừng đến vợ chồng Trường Giang hạnh phúc, đến đầu bạc, sớm sinh quý tử. Về tin đồn bất hòa giữa Harry Won Trường Giang vừa qua, chia sẻ với báo, đại diện phía đơn vị sản xuất khẳng định tin đồn Harry Won bỏ dẫn nhanh như chớp là không đúng sự thật. Nữ ca sĩ và Trường Giang cũng không hề có bất kỳ mâu thuẫn nào. Tuy nhiên cũng cần nói thêm, không phải ở thời điểm này mà dấy lên tin đồn sức mẻ tình cảm giữa hai nam danh hài, mà trước đó tin đồn này đã xuất hiện khá lâu. Trong một buổi họp báo vào năm 2016, Trường Giang đã đính chính một số thông tin không đúng về mối quan hệ giữa anh và Trấn Thành. Tôi và Trấn Thành có yêu nhau đâu mà rạn nứt, chúng tôi luôn cạnh tranh với nhau, nhưng cạnh tranh công khai. Chẳng hạn như Trấn Thành ra sân khấu thì tôi sẽ ngồi coi Thành có điểm nào hay, điểm nào dở. Chúng tôi cạnh tranh để tiến bộ chứ không phải để tìm cách dìm nhau, Trường Giang chia sẻ. Là hai nam danh hài nổi tiếng hiện nay, việc đặt lên bàn cân so sánh của người hâm mộ là điều khó tránh. Tuy nhiên, cũng như Trường Giang nói, việc cạnh tranh công khai giữa hai người sẽ giúp họ hoàn thiện khả năng của mình và cống hiến cho khán giả nhiều tác phẩm hấp dẫn. Phản ứng của cộng đồng mạng khi Trấn Thành đứng ra bên vực Hà Đức Chinh. Chia sẻ này của nam MC Trấn Thành đã nhanh chóng thu hút nhiều sự chú ý ủng hộ của cư dân mạng. Sau khi trận chung kết lượt đi tại AFF Cup 2018 kết thúc, Hà Đức Chinh nói riêng và đội tuyển Việt Nam nói chung bị nhiều anti-fan vào thẳng trang cá nhân để ném đá hoặc buông lời chỉ trích nặng nề. Đức Chinh còn bị gọi là đồ chân gỗ và bảo anh đừng vào sân nữa. Nhiều nghệ sĩ Việt, trong đó có MC Trấn Thành, đã bức xúc lên tiếng bên vực đội tuyển Việt Nam. Điều mà nam MC nhắc câu chốt ở đây chính là hãy xem bóng đá văn minh, họ là cầu thủ chứ không phải vật tiêu khiển. Đó chính là câu mà anh nhắc đến cư dân mạng, xin đừng chỉ trích đến nam cầu thủ mang áo số 13. Chia sẻ này của Trấn Thành đã nhanh chóng thu hút nhiều sự chú ý. Chỉ 7 giờ đồng hồ sau khi đăng tải, chia sẻ của nam danh hài đã nhận về hơn 100 triệu lượt thích, hơn 8.000 lượt chia sẻ. Đa số bình luận đều bày tỏ sự đồng tình với ý kiến của Trấn Thành rằng nên cổ vũ động viên, chứ đừng vùi dập những chàng trai đang thi đấu hết mình cho bóng đá nước nhà. Trấn Thành bên vực Đức Chinh và các cầu thủ Việt Nam. Họ đã làm hết sức mình để đem lại vinh quang cho tổ quốc, đừng nên chỉ trích họ khi đã bỏ lỡ cơ hội, vì chính họ cũng không muốn như vậy, trong bóng đá cũng cần có yếu tố may mắn. Luôn ủng hộ tuyển Việt Nam dù kết quả có thế nào. Tụi bay đâu biết là sức sát thương của lời nói nó lớn cỡ nào, nhất là những đứa. Nói cho đã rồi hậu quả thì mặc kệ, à mà quên lũ đó thì hiểu cái đất gì. Chắc tụi nó thiêu kèo hay gì thôi, chứ một cổ động viên văn minh thì dùng não xem bóng đá chứ không dùng phần con trong người để xem đâu. Những đứa xem đá bóng phong trào chỉ để đi bão thì làm ơn, lấy thời gian đó đọc sách cho đầu óc thông thái ra xíu nha. Những đứa chữa là những đứa đánh banh thua đấy ạ, đừng quan tâm, Việt Nam cố lên. Em đồng ý với ý kiến của anh. Anh Chinh đã rất hay và đã nỗ lực hết mình. Anh ấy không ghi bàn được, anh ấy cũng tiếc chứ vui vẻ gì đâu. Anh bị đâu có ai thấu hiểu không, động viên thì thôi, sao lại chỉ trích như vậy, thương Chinh. Và vui khi anh Trấn Thành đã chia sẻ những ý kiến hay như vậy.
Rất nhiều bình luận của cư dân mạng đồng tình với ý kiến của Trấn Thành. Đây là lần hiếm hoi nam MC đình đám bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề trong cuộc sống. Ý kiến của Trấn Thành được sự đồng thuận của rất nhiều khán giả. Những hình ảnh này của Đức Chinh ngay từ lúc kết thúc trận đấu lượt đi cùng với Malaysia, khuôn mặt ngẩng đầu cao hay bật khóc khiến nhiều người không khỏi xúc động. Hay những hình ảnh Đức Chinh cùng đồng đội của mình trên chuyến bay về sân Mỹ Đình để chuẩn bị cho lượt về ngày 15 tháng 12 cùng Malaysia với khuôn mặt thất thần buồn bã. Nhận mức lương 800 triệu một tháng, nhưng tổ ấm của huấn luyện viên Park Hang-seo lại giản dị không ngờ. Với mức lương khoảng 800 triệu đồng một tháng, có thể tận hưởng cuộc sống như ông Hoàng ở Việt Nam. Thế nhưng nhà cầm quân người Hàn, huấn luyện viên Park Hang-seo lại sống giản dị cùng vợ trong căn hộ 60m² được doanh nghiệp tặng. Nhiều ngày qua, dư luận xôn xao trước nguồn tin cho hay, mỗi tháng trước ngày 10, tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai của Bầu Đức đều đặn chuyển 800 triệu đồng cho VFF chi trả lương và đóng thuế cho huấn luyện viên Park Hang-seo. Với tài lãnh đạo, huấn luyện viên Park Hang-seo nhận mức lương tương xứng 800 triệu đồng một tháng từ Bầu Đức. Với mức lương khủng nhận được hàng tháng, người hâm mộ Việt đinh ninh, nhà cầm quân người Hàn sẽ có cuộc sống sung túc trong biệt thự hạng sang hay căn hộ cao cấp với đầy đủ tiện nghi. Trái ngược với suy nghĩ của nhiều người, huấn luyện viên Park Hang-seo cùng vợ bà Chu San A khi mới chuyển từ Hàn Quốc sang đã chọn ở trong một căn hộ hết sức bình dị. Một show thực tế Hàn Quốc đã sang Việt Nam ghi hình bên trong tổ ấm nhỏ của hai vợ chồng ông Park Hang-seo. Khi show lên sóng, nhiều khán giả Việt lẫn Hàn tỏ ra hết sức ngạc nhiên vì cuộc sống quá đổi giản dị của vị huấn luyện viên bóng đá tài ba và vợ. Ekip một show thực tế Hàn Quốc đã đến thăm nhà Park Hang-seo. Nội thất bên trong căn hộ không nhiều, cách bài trí cũng khá đơn giản. Trên chiếc kệ này là nơi huấn luyện viên Park Hang-seo trân trọng đặt huy chương lao động của chính phủ Việt Nam trao tặng. Không gian bếp ăn bên trong căn hộ của thầy Park. Khi được hỏi về thiết kế căn hộ có gì khác so với ngôi nhà tại Hàn Quốc không, ông Park khẳng định không thấy có sự khác biệt nào và rất thoải mái khi ở đây. Có thể nói trong mắt của người dân Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo là người góp công lớn, đem đến thành công của đội tuyển. Sự tính toán xuất sắc của nhà cầm quân người Hàn đã lèo lái các tuyển thủ của chúng ta từng bước trưởng thành và tỏa sáng một cách rực rỡ nhất. Chỉ trong vòng hơn một năm tiếp quản, ông Park Hang-seo đã lần lượt cùng những chàng trai tạo nên hàng loạt các kỳ tích. Đó là lý do hàng triệu người dân Việt Nam đã không tiếc dành những lời khen ngợi có cánh cho vị thuyền trưởng tài ba này.